Rồi chào các cô chú luôn nha. Bữa nay là lên sườn vàng sớ, đóng theo kiểu vàng chân trăm lẻ nha, vàng chân lớn luôn. Căng bánh đè các cô chú ơi. Hai cái thanh dàn chân còn rất là dài nha các cô chú, tại vì đóng theo kiểu mẫu sườn 105 á, cho nên là nó hơi dài nha. Đây, bên này anh em đang làm cái mâm nha. Thì bên kia bắt đầu là vô bánh đè, là bắt đầu anh đây làm mâm rồi, rồi là gáp vô luôn các cô chú ơi, nó cũng rất là mau nha. Thì có anh em rửa máy luôn. Nói chung là ở tiệm này thì còn máy cũng rất là nhiều nha, cho nên các cô chú các anh chị nào có tới coi máy thì cũng rất là dễ coi nha. Cơ với hộp số luôn, cái số đó kìa, số này số 100 luôn á. Số 100 này với động cơ 100 thì nữa sẽ lên dàn sớ nha, chắc là ok. Đang làm bát máy các cô chú ơi. Anh thợ này anh Chiến Gâu thì làm bên dần chân nha. Đây là căng ống chỉ rồi nha các cô chú, cái này chỉ là căng bánh đè nha, với căng trượt nha.